Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Cô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Diệp Phàm cười lạnh trong tay hắn nắm giữ thần nữ lô, căn bản không sợ đại địch này. Dưới tình huống bình thường, có lẽ hai người phải đại chiến hơn ngàn hiệp, nhưng hắn chém đi pháp thần của cửu đại tổ ô của lục nha, mọi chuyện bây giờ đã khác. Nhật, nhật, thập, đan ô. Lục nha rít gào, trầm thấp, nút một viên bảo đan vàng óng sáng bóng to bằng đầu ngón tay vào miệng. Nghe cái tên này, Yến nhất tịch liền biến sắc, cảnh báo. Mau lui lại, hắn muốn ngọc đá cùng vỡ với người đó. Quá biến thái, dùng sinh mệnh chỉ còn một ngày, đổi lấy lực lượng 10 con kim ô. Lệ Thiền cũng kêu oai oái. Ở nơi cuối chân trời, Phạm là người nhìn thấy cảnh này đều biến sắc mặt. Nhất nhật thập ô đan là một loại cấm dược cực kỳ nghịch thiên và tàn khốc vô cùng. Làm một người hao hết sinh mệnh, sẽ chỉ còn sống được một ngày, nhưng có thể diễn hóa ra tiềm năng gấp 10 lần, quét ngang cả thiên hạ. Dùng loại bảo đan này sẽ như pháo hoa, bùng lên ánh sáng trói lọi nhất trong nháy mắt tiếp đó là tan biến vĩnh viễn. Thằng Hòa cùng cực, chết trong hòa lệ. Lục nhà thét to, xương cốt toàn thân như đang di động, không ngừng đổ vang như pháo trúc. Mỗi tấc xương thịt đều bùng lên, ánh sáng trói lọi, hành như đang bừng cháy. Nhân nhật, nhật thập ồ đan lui ra mau. Yến nhất tịch cùng lệ thiên thét to. Diệp phàm lui ra, thần nữ lô lơ lửng trên đầu, bình tĩnh đứng nhìn mọi thứ diễn ra. Đột nhiên từ trong bảo đan, lục nhà nuốt vào, lao ra một đạo tiên quang, Hóa thành một bóng người mở nhạt Hắn đứng trên cao nhìn xuống lục nhà rồi nói Tiểu lục còn làm ta quá thất vọng Phụ vương ư Lục nhà hoảng sợ hô Nhưng lúc này sắc mặt của hắn co trút Dược lực đã phát tác Ở xa xa mọi người hoảng sợ Tổng vương của bọn họ đã tới ư Đó là lão Kim Ô con chiến tích hồ chết người ta Sắp sánh với thần vương Đại Thành Đó là lão vương đến 3.700 tuổi Cả đời tung hoành Khi mạnh nhất dám đánh đến nhân vương điện cướp đi thần nữ của bọn họ, tràn gặp sắc thái truyền kỳ. Cũng chính vì trận chiến này, hắn bị thương căn cơ, bế quan hơn 2.000 năm, cho nên đến già mới có con, nhưng không hề kém cạnh, cả nhà mời vị thái tử. Không phải Kim ô Vương đang bế quan hay sao? Không đạt tới cảnh giới vương giả đại thành, sẽ vĩnh viễn khổng xuất thế. Chẳng lẽ hắn bước qua một bước đó rồi ư? Đây chính là nghi vấn khiến mọi người khiếp sợ. Phụ thân, ngài... Lục nhà cũng giật mình khó hiểu tiểu lục con làm cho vi phụ vô cùng thất vọng đạo cơ thì sao chém thì lại có sớm muộn gì cũng sẽ mở ra đạo càng rộng lớn lão kim ô uy nghiêm đáng sợ vô cùng con làm cho ngài thất vọng kiếp sau sẽ làm con của ngài lục nhà rất kiên cường chuẩn bị đi liều mạng nếu người chỉ có chút tiền đồ đó kiếp sau càng không xứng làm con cháu của ta tỉnh táo nghĩ lại cho ta lão kim ô lại quát lớn nhưng mà con đã nuốt nhất nhật thập ô đan đã không còn sau này nữa toàn thân của lục nha nổi đầy mạch máu như những con rồng đang di chuyển lúc nào cũng có thể bùng nổ ngay năm đó khi còn lấy thuốc này đã bị ta tháo đi 6 phần mười dược tính còn có thể sống sót đi thôi mở một đường máu vì phụ trợ con kim mồ vương nói ra bóng người mở nhạt lục nha thét to nắm đỉnh bà trong tay vùng lên đánh tới trước tiềm năng gấp 4, chẳng qua là muốn tiểu hào thọ nguyên mà thôi chỉ là tiểu đạo thôi diệp phong cười lạnh bước lên căn bản không có một chút kiềng kỵ. Người nói gì? Lục Nha tức rùi bọt mép, hắn là một đời thiên kiêu chi tử, là người kiện xuất nhất tộc Kim Ô, lại bị Diệp Phàm khinh thường như thế, dùng nhất nhật thập ô đan đã đổ nghẹn khuất, lúc này tức giận, máu huyết sôi trào. Ta đưa người ra đi. Diệp Phàm không muốn nhiều lời, lấy thần nữ lô xuống cầm trong tay, trấn áp tới trước. Uy lực của thần nữ lô cao hơn ổ xí lưu kim đảng, bởi vì nó là do đại đế cổ đúc thành, có huyền diệu vô tận, lập tức trời sụp đất nứt khí tức thánh nhân viễn cổ tràn ra sang mặt của lục nha xanh mét sâu trong linh hồn bay ra một cây cờ lớn tung bày phấp phới hắn cảm ứng được có tộc nhân đang nhắm tới bề này triệu hồi ra tổ kỳ khoảnh khắc tinh kỳ dao động che trời sương mù sôi trào như có mười vạn thiền bình thiền tướng đánh tới bảy cây cờ lớn khác xé gió bay tới như bảy con tổ ô giáng xuống phần phật trùng động đây đây là tuyệt sát thần trận của tộc kim ô Ngày xưa khi ở thang cốc, Tổng Kim Âu từng thi triển trí bảo trấn giáo. Tám cây cờ hình thành một toàn sát trận thái cổ có thể so sánh với thánh minh, bởi vì là do thánh nhân lưu lại. Đáng tiếc, bị thần linh niệm của nhân hoàng hóa sinh cắt đứt toàn bộ, còn nay lá cờ này chính là cờ gãy, tuy rằng bị hủy diệt nhưng vẫn có thần thông vô thượng. Rõ ràng đã có cao thủ tộc Kim Ô đến cứu viện Lục Nha. Tám lá cờ phấp với bay, Kim Ô bay lên cùng đình ba chấn động phát ra uy lực thánh nhân viễn cổ. Tộc Kim Ô muốn giết Diệp Phàm tiêu hào rất nhiều tầm huyết. ngoại trừ đinh ba trong tay lục nha, còn có một đám cao thủ cầm tổ kỳ đi ra. Hôm nay rút cuộc có tác dụng rồi. Vô dụng thôi, hôm nay người có triệu hồi một kiện thánh binh cũng không sống được nữa đâu. Diệp Phàm ra tay, thần nữ lộ đẻ xuống. Ta không tin, đinh ba thần cùng tổ kỳ hợp nhất còn không trấn áp được một kiện thánh binh của người. Lục nhà trống to, tiềm năng gấp bốn phát tác, toàn thân như đang thiêu đốt thần lực kinh nhân. Ô sĩ liều kiềm đảng cùng tám cây tổ kỳ đồng thời đánh về phía thần lô. Âm một tiếng, thiền địa bây giờ dường như chấn động. Lục nha tiêu đốt tiềm năng của hắn, cầm một thanh bán thánh binh chống đỡ thần nữ lô của Diệp Phàm. Hơn nữa là vô cùng điên cuồng như muốn ngọc đá cùng tan. Chấm dứt thôi. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, lúc này hắn không muốn bị thương một chút nào nữa, sợ bị người ta áp chế, lật tay mở ra, xuất hiện một cái đầu lâu đen như mặt ngọc, trấn áp tới phía trước. Đầu lâu thánh nhân viễn cổ thái ẩm giáo. Mọi người kinh hô, cái đầu lâu sáng bóng như tình thạch màu đen, lập tức cản trở kim ô tổ kỳ không đầy đủ, hóa giải tỏa sát trận thái cổ này. Tiếp đó, thần nữ lâu đè xuống đinh ba không ngừng rung lên. Lục nha phun máu, thần thể vỡ vụn từng đoạn, sắp thấy sẽ bị hủy diệt. Ở tận cùng thiên địa, không biết là nơi nào, đây là một thế giới lửa, khắp đời đều là thiên hỏa một trong hang động xa xưa tràn ngập tinh hoa Thái Dương. Ở vùng đất đáng sợ này cũng là nơi một người bế quan. Lúc này vương giả như ma thần kia, bỗng dừng mở mắt. Trong hang động cổ bắn ra hai tia lửa chớp lóe Hắn chính là Kim Âu Vương, một tồn tại cực kỳ khủng bố. Người cùng thời đại với hắn đã gần như chết hết. Dù là năm đó cũng không có mấy ai đấu lại hắn cả. Trong nháy mắt hắn tỉnh lại, di tích nguyên khư, viện bảo đan ẩn chứa hư ảnh mà lục nhà nuốt vào, lập tức như được tầm bộ, lại hiền hóa ra vô cùng chân thật ta phải xuất quan sao? Kim Bồ Vương tái hiện giữa trận chiến lầm bẩm một tài hắn nhấc đình bà càn lại chiều tất sát của thần lô. Trên bầu trời như có 10 mặt trời bùng nổ. Kim Bồ hiện hình chiếu ở vực ngoại. Phàm là người thấy cảnh này đều kinh hãi vô cùng. Phụ thân! Lục nhà kêu to, hắn biết được lần này hiện hình rất khác với lần trước. Phụ thân lúc này có chiến lược hùng mạnh. Lúc này đây, thân thể Kim Ô Vương hiện lên vô cùng rõ ràng. Đó là một người trung niên như ma thần, chỉ đứng đó mà đã có áp lực khiến người ta không thở nổi. Ở trong mắt của hắn, núi sông sụp đổ, năm tháng xoay vần, sao trời tan biến vô cùng tang thương và đáng sợ. Hắn nhấc đình bà đứng giữa hư không, nhẹ nhàng chấn động, sóng to gió lớn như cả mảnh trời phải tan biến. Diệp vàm tay nâng thần lô, thân thể chấn động dữ dội, lùi ra hai mươi mấy bước, giữa mì tầm xuất hiện những vết rách, từng tiêm máu phun ra rất đáng sợ. Rốt cuộc hắn đứng lại, sắc mặt lạnh lùng không nói một lời, nhìn về vương giả đáng sợ phía trước. Có chút thú vị đấy. Kim Bồ vương giọng lạnh băng nhìn tới từ ma thần trong luyện ngục. Thần ta cứng rắn, đạo càng vững hơn. Người muốn chém nát tiền thài của ta là không thể được. Hôm nay dù là người có hiển hóa ra, ta cũng sẽ chém lục nhà của người. Diệp phàm quát lạnh một tiếng. Có ta ở đây, người còn có thể chém nó sao? Kim Bồ vương giọng càng lớn hơn, u u vang vọng thiên địa, chấn động mọi người, khí huyết sôi trào. Mặc dù hắn hiện hình chiếu ở vực ngoại, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ, không thể đã tồn tại như ma thần được thời. Có người ở đây ta vẫn chém như thường. Diệp Phạm vô cùng vững chắc mà nói ra. Vậy sao? Kim một vườn hờ hững như tất cả mọi chuyện trên đời đều không đặt trong lòng. ầm một tiếng, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, hai mắt hiền hóa vô cùng đáng sợ, tràn ngập ma tính như hải lộ đen. Bên trong đó sao trời rơi xuống. Vào lúc này hắn phát ra khí thế có thể nói là vô cùng đáng sợ, như có thể nhìn đuối, núi núi lở nhìn biển biển cạn đây là phong phạm của tuyệt đại cao thủ việc nhìn khắp đất bằng lập tức ập núi ập sông hắn kết thành bột thế với đinh ba uy áp vô cùng khiến cho người ta không chịu nổi cả không nói hắn nhẹ nhàng chấn động mi tâm của diệp phàm lại xuất hiện vết rách từng đạo như văn lạc xuất hiện tờ máu như màng nhện hắn sắp như vỡ tan tuyệt đại cao thủ vương giả đại thanh hắn hiện hình chiếu ở vực ngoài cũng không ai chống nổi diệp phàm chạy mau Lệ Thiên cùng Yến Nhất tỉnh trong bóng tối hô lên. Không phải trần thần phủ xuống, hôm nay ta chém chắc lục nha. Diệp Phạm kiên quyết nói, thúc đẩy thần nữ lô. Nếu thêm một kiện thánh binh, có lẽ còn có hy vọng, bằng không thì đừng có mơ. Kim Mộ Vương đột nhiên ngậm miệng, bỗng là nhìn về phía kia. Đầu lông màu đen đang rằng co với đại kỳ tổ ô, đột nhiên bùng lên ánh sáng, phát ra ủy lực thánh nhân viễn cổ. Và lúc này, thời không hỗn loạn, thiên địa chấn động, tự như có mấy món thánh binh đang giao đấu, trong thiên điện nóng cháy, mọi người nhắm hết cả mắt lại. nên khi mọi người mở mắt ra, Diệp Phạm tay nâng thần lô, miệng phun máu lùi ra, mì tầm thiếu chút nữa bị đánh xuyên thủng. Ở bên kia, sắc mặt kim ô vương lạnh tới cực điểm, một mảnh xương máu tan ra, cách đó không xa, tự nhiên còn có tiếng thét thê lương quanh quẩn. Lục nhà tàn xương nát thịt, hình thần hủy diệt, trong đầu lâu còn ẩn giấu một kiện thanh bình viễn cổ. Kim ô vương lạnh lùng vô tình, cũng không nhì vì mất đi đứa con này mà lửa giận ngập trời. Mọi người ngây dại, Diệp Phàm thật sự dám ra tay, chém lục ra ngay trước mặt Kim Âu Vương, điều ấy khiến ai có thể tin được chứ? Sức mạnh của hắn tại sao có thể lại kinh khủng đến vậy? Tất cả mọi sự xảy ra trước mắt khiến ai ai cũng cảm thấy thật kinh dị, cảm thấy thật không thể nào tin nổi. Bản thân của Diệp Phàm sau khi ra tay xong, cảm thấy vô cùng rừng rưng. Đầu lông màu đen sáng bóng lóe ra tia ủ quang, đây là một thần vật như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ thuộc về thanh nhân thái âm năm xưa. Lúc này nó phun ra mây màu, bên trong bốc hơi như có sinh bệnh đang run lên. Chính là nó đột phá phòng ngự của Kim Ô Vương. Tiểu lục, người làm cho ta thất vọng, thần chết đạo tan ở cái tuổi này, ta gửi gắm hy vọng rất lớn với ngươi, thật vô ích. Kim Ô Vương không có đau buồn, càng không rít gào, hắn rất bình tĩnh như đang nói một chuyện không liên quan tới mình, thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Nhưng càng là thế, lại càng khiến người ta thấy đáng sợ, đây là bình tĩnh trước khi bão táp ập tới, núi cao sụp đổ trước mắt mà vẫn như không. Kim bồ toàn bộ 10 vị thái tử đều chết trong tay một người. Vào lúc này, tu sĩ ở chân trời chấn động vô cùng. Lục nhà đã chết, sự máu tiêu tan. Kim bồ vương thật sự không có một tia dao động, chỉ nhìn chằm chằm đầu lâu thánh nhân viễn cổ. Những người khác cũng đang suy nghĩ, bình khí truyền đại từ viễn cổ ở trên đời này cơ bản đều có đặc thù có thể đếm rõ ra được. Cuối cùng là món nào đây? Diệp Phạm cười, chỉ dựa vào bí quyết chữ binh đã có thể che giấu hết thảy, tránh thoát mọi người tra xét. Trên thực tế, có rất nhiều bí pháp có thể ẩn nấp bình khí mà không lòi đuôi ra. Cũng như năm đó, khi ở thần thành Bắc Vực, người khắp nơi muốn tới giết thần vương áo trắng, trong đó cao nhất là ám dạ quân vương, mang theo đế bình vô thượng đến, tới này vẫn có một vụ chưa giải quyết, không biết là kiện nào. Kim một vương xoay người đối mặt Diệp Phạm, không nói một lời, trực tiếp ra tay. Trong ánh mắt có trời trăng sụp đổ, núi sông tàn vỡ, có tàng thương vạn năm xoay vần. Khoảnh khắc này, hồng hoang thái cổ hiện ra, kỳ bồ bá chủ thế gian đứng trên đất bằng, tung hoành trời cao. Từng đạo ánh sáng xẹt qua bầu trời. Đó là một loại sát khí đẻ nén, cảnh tượng này hóa thành thế giới hữu hình đè ép tới trước. Mặc dù là hình chiếu hiện hình ở vực ngoại, nhưng vẫn có thần thái vương giả vô thượng, căn bản không thể nói bằng lẽ thường. Pháp lực ngập trời, thần năng vô tận. Đây là loại công kích kinh thiên, mọi người không thể thở nổi, đại địa hồng hoàng thái cổ cùng cảnh tượng kim ô ngang trời xuất hiện năm người ở chân trời cũng run rẩy ở trung tâm diệp phàm tay cầm thần nữ lô đối mặt với mảnh chiến trường cổ xưa như bị sát đánh thân thể đuôi ra mấy chục bước mỗi lần đùi bước hư không đều sinh ra một mảnh đạo ngân tiền thai của hắn bị công kích dữ dội đó là đạo vô hình của vương giả càng một tiếng kim một vương đang chế tạo thế nhưng chém giết bí cảnh cuối cùng của diệp phàm vô tình tàn khốc hùng mạnh không thể chống đỡ. Nguyên thần của Diệp Phàm chấn động, người tí hoan vàng xuất hiện, những vết rạn lan tràn tới tiền thai bên dưới. Đây là tình thế nguy hiểm đáng sợ vô cùng. Nếu tiếp tục như thế, thì hắn sẽ bị chém tiên thai chết tươi, hủy đi đạo cơ trở thành xì ngốc, biến thành một cái xác sống. Diệp Phàm bị thương phùn máu, đối mặt với thần vương đại thành hiền hóa hình chiếu ở vực ngoại như một vị mà thần, áp lực khủng bố vô cùng. Mị tâm của hắn đẫm máu, xuất hiện vết máu đáng sợ, lực lượng xâm nhập chém vào đạo cơ khiến cho nguyên thần không ổn định. Đây là đạo nghiền ép, là thần năng bản nguyên công phạt, không hình không bóng, diệp phẩm nâng bảo đô, vận chuyển tâm pháp cổ kinh, thân thể bùng lên ánh sáng vàng, hóa thành thánh vực. Ầm một tiếng, một cú cuối cùng, xương cốt của hắn như rã nát, từ khi thân thể thành tựu tới nay, tu luyện đến bước này, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thần thể của ta bị thương ư? Diệp Phàm lầm bẩm kẻ có thể sánh với Thần Vương Đại Thành quả nhiên đáng sợ, chân thần chưa tới, chỉ dùng đạo niệm công kích mà đã sắc bén như vậy. Trình lệch cảnh giới vô cùng to lớn, mặc dù ngươi là một con rồng, khi còn nhỏ thì phải co quần lại, không phải đối thủ của những mãnh thú cùng đạo lý này, tuy rằng Diệp Phàm là thánh thể, hôm nay cũng đã rất mạnh mẽ, nhưng đối mặt với người sánh vai với Thần Vương Đại Thành thì cảnh giới vẫn kém quá xa. Chẳng qua, cuối cùng hắn là chiếu hiện lên ở vực ngoại mà thôi không phải là người thật. Thanh vực hoàng kim của Diệp Phàm vừa xuất hiện, cuối cùng chặn được một kiếp. Hắn bình bịch lùi ra bên ngoài. Thanh vực vàng rực phủ lấy hắn, trở thành một khu bỏ qua vạn pháp, rằng co với kim ô vương. Đáng tiếc, có thể sử dụng lực lượng quá ít, chân thần nên đi ra hoạt động một chút. Kim Âu vương tiếc nuối, chân thần không đến, hắn phát động công kích có hạn thôi. Ở trần trời, mọi người rét run, kim Âu vương hùng mạnh sắp xuất thế. Một vị vương giả đại thành xuất quan, trên đời ai dám đối đầu cơ chứ? Đây là tin tức cực kỳ lớn chấn động các châu, ngay cả ngoại hải cũng là dẫn tới cơn sóng gió cực lớn. Đã bao nhiêu năm rồi, không có vương giả đại thành đi ra ngoài, mọi người khó mà nhớ được. Diệp phàm ra tay, thúc đẩy thần nữ lô, đầu lâu thánh nhân viễn cổ màu đen bên cạnh cũng chấn động, chân áp xuống như một chiếc mà tháp. Đó chính là thanh bình giao đấu, nhanh hơn cả tia chớp, trên cả tinh vực tan rã. Đó là một cỗ thần năng cuồng bạo, dù là tránh ở chân trời cũng bị làn tới. Không ai có thể nhìn thấy những gì xảy ra, chỉ có ánh sáng và lỗ đen thanh nhau xuất hiện, biến đời đó thành một ảnh yêu dị, không nhìn thấy được gì khác. Chấn động cuối cùng, bầu trời sáng trở lại, Diệp vào nuôi bước, khoe miệng tràn máu. Trước cực hắn có một lỗ máu to bằng nắm đấm, xuyên thủng trước sau, gần như dập nát trái tim. Vương giả đại thành thật đáng sợ, hắn nghịch tiền hóa hình chiếu ở vực ngoại, cách xa ngàn vạn dặm cũng có thể phát huy thần uy như thế. Đây là lời trong lòng của bọn họ. Mọi người hoàng sợ. Đối với người khác thì đã sớm hình thần hủy diệt. Có lẽ chỉ thánh thể mới cản nổi bột kích. Trình lệch cảnh giới không thể tính toán. Vương giả vô địch không gì cản nổi. Không phải chỉ có danh tiếng nói chơi. Đáng tiếc. Thêm một vài tiết thần năng là được. Lực bất tòng tâm mà. Kim Bồ Vương tự nói. Hắn chiến đấu bị hạn chế đủ đường. ầm một tiếng. Hai tay hắn hợp lại mặt đất hồng hoang viễn cổ tái hiện kim mô Tùng hoành hóa thành một cái lò lửa thiền địa hai tay hắn vùng lên Quý tích đạo hiện ra trùm lên diệp phàm muốn dùng thiền địa làm lo đạo niệm này nửa tế sống luyện hóa của diệp phàm ở trên đỉnh lô đỉnh bà vẫn là viễn cổ của tộc kim ô lờ đừng phủ xuống ngàn vạn tia sáng hỗ trợ ngọn lửa thiêu đốt chiếc lò thiền địa này càng chân thật hơn kim mô vương đứng trên bầu trời Đạo niệm như lửa trút vào bên dưới miệng thì nói đạo hóa cho ta lần này mọi người không thấy được khắp nơi là ánh sáng đạo niệm thúc đẩy lò đây là một trận đạo và pháp công kích trung tâm ánh sáng thần sắc của diệp phàm ngưng trọng đây là vương giả công phạt giai đoạn cuối cùng nếu ứng phó không xong thì có thể hắn sẽ phải ngã xuống hắn vùng tay diễn hóa ra viên thái cực hoàng kim mở rộng thánh vực pháp lực ngập trời ánh sáng vàng trào lên muốn đánh bay chiếc lò kia Tiếp đó, tay phải của hắn chém ra, tết ra thần nữ lô trong tay, đặt lên viên thái cực hoàng kim, ánh sáng chói mắt. Thần lô to bằng nắm tay trở thành một điểm ở trên mắt âm dương, như là một vầng mặt trời trồi lên. Bụp một tiếng, tay kia hắn đánh ra, tết ra đầu đầu thánh nhân viễn cổ màu đen, cũng đặt trên viên thái cực hoàng kim, trở thành một điểm trên mặt âm dương khác. Trong chiếc đầu lâu đen này có ẩn quàng hàn khuyết, làm mượn từ y khinh vũ, khảm trong đó, người ngoài có mà cảm ứng được. Đây là một loại diễn hóa đáng sợ, ngay cả Kim Ô Vương nhìn thấy cũng chấn động, lẩm bẩm thần hình ư. Lúc này, Diệp Phàm chặn đạo hóa lại, trấn tình giữa lò luyện thiên địa, dùng sức chấn động, viên thái cực hoàng kim ngược dòng bay lên, thần uy khiến người ta hoảng sợ, thiên địa như muốn trở về hỗn độn. Giữa ánh sáng và bóng tối kịch chiến, sáng lạng cùng lộ đen đánh sâu vào, Diệp Phàm dùng viên thái cực hoàng kim phá lò luyện, chiến đấu Kim Ô Vương đáng sợ kia. Trong quá trình này, hai người đối đầu kịch liệt, thanh bình liên tục rung lên, đánh tới bầu trời không ngừng sáng tối, không thành hình dạng. Lúc này viên thái cực hoàng kim thần uy chấn nhiếp, bởi vì hai mắt âm dương bị hắn đổi thành thánh binh viễn cổ. Thần nữ lô cùng quảng hàn khuyết là một âm một xương, vừa lúc khớp với yếu nghĩa. Cuối cùng thì một mảnh vực sâu, hư không to lớn hiện lên, cắn nốt hết thảy, san bằng mọi thứ, thiên địa tàn biến không nhìn được gì nữa. Không biết bảo đầu sau, Ánh sáng mới xuất hiện trở lại khi tất cả yên lặng lại. Hai người trước sau lao ra từ khe hư không. Kim Bồ Vương nhìn chăm chăm phía trước rồi nói: Đường thời mười mấy năm trước đây Doãn Thiền Đức diễn hóa ra một loại thần hình nguyên vẹn, hôm nay lại thêm người nữa sao? Thân thể diễn hóa đến cực hạn hóa ra hình đạo là đạo hạnh tinh thâm, một loại thể hiện tiến vào đạo là phương hướng chứng đạo trong tương lai. Phạm là loại biến hóa này đều gọi là thần hình. Bốn năm trước. Y Kinh Vũ cũng từng nói, khi Doãn Thiên Đức sông qua 108 đạo sinh tử quan ở Quảng Hàn Cung, từng triển khai thần hình, con nàng cũng đã sắp thành công. Xem ra hôm nay không cách nào giết được ngươi rồi. Kim Bồ Vương khẽ than một tiếng, mười đứa con của hắn đều là kỳ tài, lại đều chết trong tay một người. Hắn rất quyết đoán, cầm ô sĩ Lưu Kim Đảng muốn đột đi. Mọi người kinh hãi, rốt cuộc Diệp Phàm diễn hóa ra thần hình nào, chặn đứng công kích của một vị vương giả đại thành, quả lắng ghét rợn cả người hắn hóa thần hình chiếu ở vực ngoại. Tuy không phải chân thân, nhưng cái thiết thuật cũng là một vị vương giả đại thành đó. Lúc này, mọi người ý thức được trong tương lai, có một kẻ chân chính có thể quyết tranh hơn thua với chủ nhân bát cảnh cung. Chỉ cần không chết, ngày sau chắc chắn xuất hiện một doãn thiền đức thứ hai. Đi như vậy sao? Không bằng để lại đình bà cho ta mượn một thời gian đi. Diệp Phàm dùng hai kiện thanh bình viễn cổ làm mắt âm dương của thái cực Hoàng Kim chặn đứng con đường phía trước trong bình có ẩn chứa thần linh, một khi thức tỉnh thì trừ thánh nhân viễn cổ ra sẽ không ai hàng phục được, trừ tộc Kim Ô ta ra thì trên đời không ai dùng được. Người có lòng tin mạo hiểm như thế ư? Kim Bồ Vương lại nói, không dùng được, ta có thể dùng thần nữ lộ đánh nát, đục thành phổi thù thánh binh. Diệp Phạm lại nói, người trẻ tuổi làm việc chừa một đường, bằng không sẽ không quay đầu lại được đâu. Kim Bồ Vương oai hùng như một vị ma thần, tóc rối tung, lạnh lùng nhìn lại. Người thần thiện, ta dùng lễ đối đãi kẻ vung đao ta sẽ không nhường nửa bước diệp phàm cũng ra tay dùng hai kiện thanh bình viễn cổ làm mắt âm dương hắn biến thành thần hình mạnh hơn không biết bao nhiêu lần hình chiếu của vương giả đại thành cũng không chống nổi kim bồ vương như thần linh thét dài một tiếng thiêu đốt quá nửa tình khí của mình rót vào trong thần đinh ba viễn cổ đánh về phía diệp phàm hai mắt âm dương trong thần hình đồng loạt chấn động bắn ra khi âm dương phóng thích thần lực đại đạo nghiền nát tất cả nhưng mà một chiêu liều mạng của vương giả không thể đánh giá hết đình bà xuyên thấu vào tới sát phía trước thân hình lại chấn động đình bà viễn cổ chém phá hư không lập tức nhập vào biến mất bóng dáng mơ hồ người trẻ tuổi ta muốn cho người hiểu được hậu quả của làm việc không chừa một bước vừa rồi kim ô vương mượn dùng đinh ba đánh tới trước là muốn ngóc đá cùng tan toàn thần thiêu đốt thẳng hòa đến tận cùng hóa thành tiền quang đâm vào đầu diệp phàm tiền thai của diệp phàm chấn động trán xuất hiện vết máu tiền quang cắm vào trong ầm một tiếng đột nhiên trong bi tâm diệp phàm một người tí hon màu vàng ôm đỉnh bay ra chân áp lúc này thiên địa ngừng động hẳn lại kim bồ vương hét to một tiếng thân thể mờ nhạt thành tro bụi chỉ còn một câu không hoàn chỉnh sau thần hình dường như là sau thần hình mọi người đều nói thời đại huy hoàng của tộc nghiêm ô đã tới xuất hiện 10 vị kỳ tài người đời đều cho rằng tương lai sẽ là thiên hạ của bọn họ nhưng mà một khúc ca bi trắng của máu và xương trắng đánh tan nhận thức này. Mười vị thái tử kim ô ngã xuống. Ngay cả lục nha mạnh nhất cũng vòng mạng, xám xịt, kéo màn. Kết quả này khiến cho tu sĩ thiên hạ xanh mặt, khiến chiến tích như thế, máu cùng xương cốt rơi trụng là do một người gây ra. Diệp vào một mình giết hết mười vị thái tử kim ô. Chiến tích quỳ hoảng như vậy có lẽ sẽ được truyền tụng nhiều năm, thậm chí còn trở thành truyền thuyết trong tương lai. dương cùng bắn kim ô, đại chiến thần tử, lửa tiêu hình chiếu vương giả đại thành. Mỗi chuyện đều là trận chiến kinh thế để cho cái tên Diệp Phàm nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Ở trong thời đại thánh nhân không xuất hiện này, ở những năm không thấy bóng thần vương đại thành, chiến tích huy hoàng của cường giả trẻ tuổi tự nhiên chấn động cả thiên hạ. Mấy đại châu hôm nay không ai không biết, không ai không nghe nói cái tên Diệp Phàm Hắn bây giờ đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người trong thời kỳ này. Nhưng mà một kỳ tài kinh diễm như vậy, hắn lại là một đoạn trống rỗng, không ai tra ra, tự nhiên nhảy ra từ không trung. Một trận chiến nguyên khư chấn động thiên hạ, Diệp Phạm quật khởi không quá nhanh, quá mãnh liệt. Mọi người cho rằng đây là một người có chí chứng đạo, tương lai từ vị cổ tinh vực sẽ không còn ngày bình yên. Một tên Doãn Thiền Đức đã chấn nhiếp người ta, 14 năm trước giết các giáo chủ thiên hạ không dám lên tiếng, sặc máu đi tới định ra một đoạn truyền thuyết đáng sợ. Hôm nay lại xuất hiện thêm một tên Diệp phàm Tường đài chắc chắn lòng tranh hổ đấu. Tiền tam trảm đạo, có lẽ sẽ không cản nổi. Con đường chứng đạo đầy máu là không tránh khỏi. Trên con đường trở thành đại đế, anh tài điêu linh, nhân tài thưởng ngã xuống, khắp đời đã xương trắng, máu rải bài ca buồn. Đây là con đường đắp bằng xương và máu, không trải qua sát kiếp, không quen nhìn tử vong, không biết cực khổ, nhìn cùng tai nạn, khó thấy cuối con đường gặp đế. Đó là con đường xuyên qua đống người mà chết đại đế cổ nhắc tới là hảo quang gời gời, vô tận sinh linh gưỡng bộ, như bọn họ cũng đều phải trải qua chém giết như vậy, dùng máu chư vương để rửa tội, đặt lên xương cốt và đi tới. Ta dám nói, Doãn Thiên Đức chắc chắn sẽ đánh một trận với Diệp Phàm sẽ không quá lâu nữa đâu. Hai vị vương giả kỳ tài gút trời, sinh ra trong cùng một thời đại, thật là một đoạn bi ai, hai người cũng phải ngã xuống một người. Mọi người thảo luận nhiệt liệt, người trong thiên hạ đều thảo luận, cho rằng hai người sẽ bùng lên ánh lửa sáng rọi trong thời đại này. Mọi người cho rằng Diệp Phạm chắc chắn sẽ đi tìm trong thời gian ngắn nhất vượt qua cửa khẩu tiên tam trảm đạo không thể vượt qua kia. Bằng không tương lai làm sao tranh đấu với Doãn Thiền Đức, không chỉ liên quan đến ai chứng đạo, còn là đại sự tính mạng, kẻ thua không hề có đường sống. Rốt cuộc, Doãn Thiền Đức mạnh đến cỡ nào đây? Ngay cả Diệp Phạm cũng không thể không hỏi như vậy. Hắn đại chiến với các thần tử, chấn động đương thời, vẫn không thể thay đổi cách nhìn của mọi người. Trên vùng đất này, mọi người cho rằng Doãn Thiên Đức đáng sợ đến cực hạn. Hiện giờ cũng vậy, chưa bao giờ thay đổi. Không cần nghĩ, hắn là người đứng đầu thế hệ, đẻ lên nhân vật lão tiền bối không thở nổi. 14 năm trước, đã một chân bước vào thiên thai tầng thiên thứ ba. Hắn có giải thích sâu sắc về đạo, chưa đạt tới độ cao vương giả, đã từng luận đạo 7 ngày với Kim Ô Vương ở cổ động. Đây là tin tức trực tiếp đơn giản nhất của lệ thiên cung cùng với Yến Nhất Tịch mà làm cho Diệp Phạm díu mày không thôi. Mà kệ nhìn từ mặt nào, Doãn Thiên Đức đều như nhân vật chính trong thiên địa này, là kẻ chứng đạo ở cổ tinh này trong tương lai. Ta nói thật, hiện giờ chỉ có thể tránh né hắn, không thể chống lại, bằng không thì chỉ có chịu chết mà thôi. Ngay cả lệ thiên ngang ngược cũng nói một câu. Hắn tận mắt thấy chiến lược của Diệp Phàm hôm nay, nhưng vẫn nói ra lời như thế, đủ nói rõ Doãn Thiên Đức khủng bố đến cỡ nào. Nên biết, Đệ thiên cùng yến nhất tịch là cường giả cùng cấp số với thái âm thần tử, lục nha, là mấy người đáng sợ trong đời trẻ tuổi. Hôm nay, Doãn Thiên Đức cưỡi trâu đi về Tây, dọc theo cổ lộ, từ khi tường hòa mênh mông, tám ngàn dặm biến mất ở phía Tây. Ai cũng không đoán được, sau khi hắn trở về sẽ hùng mạnh cỡ nào. Có lẽ đây là một lần trọng yếu trên con đường hóa đạo của hắn. À, ta là nam, không phải con gái, không tin ta cho ngươi nhìn này. Một tiếng thét vô cùng chói tai truyền tới, xã tinh đồng tử bát cảnh cùng như bị người ta làm nhục thét tỏ thảm thiết lệ thiên mặt ra đen kịt bước lên bục bịch hai đá mà mắng còn ba người chứ lệ ra ta bụng đói ăn quàng như vậy hay sao ta là trống hay là mái cũng không nhận ra ư xã tinh đồng tử mặt nhỏ sợ đến trắng bệnh sụi lỡ ở đó nhưng cuối cùng cắn chặt răng làm ra vẻ thấy chết không sờn tùy tiện cho người muốn làm gì thì làm còn rắn tình này còn biểu tình như vậy nhìn ta tát cái chết người bây giờ Lệ Thiên đen mặt mà quát. Nơi này là một ngọn núi thấp, không có cỏ cây, trụi nổi chỉ có mấy hòn đá. Mảnh địa vực này rất hoang vắng. Đám người Diệp Phàm tra khảo xả tinh đồng tử, muốn biết những chuyện về bát cảnh cung. Sau nửa canh giờ, bọn họ rời khỏi vùng núi thấp này, chém đi một phần nguyên thần của xã tinh đồng tử để cho nó một đường sống. Quả nhiên bát cảnh cung không dễ đi vào, phải phù hợp thiên thời địa lợi nhân hòa. Bằng không, có một tòa cổ bảo hộ chỉ, chỉ không ra được, chỉ vào mà không ra hơn nữa cần phải tiến vào thái thanh thánh cảnh trước khiến cho người ta cảm thấy cửa này rất bất ảo một khi doãn thiên đức rời đi đã đóng cửa rồi dựa theo trí nhớ của xà tinh thì căn bản không thể mạnh mẽ mà mở cửa ra có thần nữ lô trong tay có thể mở ra thái thanh thánh cảnh nhưng mà phải đợi tới đêm trăng tròn mới được đúng là phiền phức còn phải nhìn thời tiết nữa chứ mấy người đệ thiên thảo luận xong quyết định vài ngày nữa ra tay thần nữ lô tiếng ác vang xa đôi sự huỳnh đệ nhân dục đạo này muốn rời khỏi cổ tinh đi nơi khác phát triển, quyết định mang theo tất cả các loại pháp khí lưu trong cổ động của giáo mình. Mấy ngày tiếp theo, tin tức chấn động xuất hiện, Kim một Vương xuất quan trực tiếp đi tới Đồng Thần Châu, tìm kiếm tung tích của Diệp Phàm. Quần lầm thiên hạ. Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người khi nghe được tin tức. Đó là một vị vương giả đại thành bế quan nhiều năm, rốt cuộc xuất thế. Mấy ngày trước, hắn hiện hình chiếu ở vực ngoại, không phải chân thân, nhưng ra tay cách mấy ngàn vạn dặm, hùng dũng chấn nhiếp. Đoàn hư thần kia đối với người ta thật là kém quá xa. Khác biệt một trời một vực, có thể nói như vậy. Hôm nay chính bản thân Kim Ô Vương xuất hiện, thiên hạ ai chống lại nổi đây. Lần này tới là vì giết Diệp Phàm đòi lại món nợ của mười vị thái tử. Đã không biết bao nhiêu năm không xuất hiện vương giả đại thành, thế gian chấn động vô cùng. Ôi, nếu thuận lợi thì phải rời khỏi cổ tinh này, thật là không bỏ mà. Lễ thiên vẻ mặt tà khí có chút thường cảm. Đây là cổ sơn nhân dục đạo. Hắn cùng vị yến nhất tịch đã dọn sạch mấy tòa động phủ, không còn gì làm nữa cả. Thục thục, muốn khóc thì khóc đi. Đông đông ôm một con thỏ trắng mà nói. Còn bà người chứ, khi nói chuyện với ta, đừng có cúi đầu nhìn con thỏ như vậy. Lệ Thiên tức giận rồi quát mắng. Tiêu đông đông ủy khuất, ôm con thỏ trắng chạy đi, không để ý tới hắn nữa. Người không bỏ được đâu. Diệp Phàm cười nói. Uổng cho tàn đổi danh thiên hạ, đệ nhất dầm tạc còn bà nó chứ, ta vẫn là còn thiếu nam ngây thơ, chưa từng có phá cấm bao giờ. Lệ Thiên chửi má nó. Phúc một tiếng, Diệp phàm trực tiếp phun nước trà đang uống ra. Nếu không phải có thần quang hộ thể, thì đệ Thiên tuyệt đối sẽ bị phun trước nước đầy mặt. Người có thể vô sỉ hơn nữa không? Nhìn người không tin à? Ôi, ta nhìn mỹ nữ thứ 9 nhân tộc tắm rửa. Nhìn mỹ nhân thứ 8 tắm linh tuyền Cũng may mắn thấy được mỹ nhân thứ 5 cởi áo trong khuê phòng. Nhưng mà ta thật sự chưa làm gì cả, lại bị người ta cắm đầu đuổi giết khắp lục địa. Ta, tạo oan, ta oan lắm mà. Như vậy, làm sao gọi ta là dâm tặc được chứ? Lệ Thiền bây giờ đứng mà kề khổ, tiếp đó thể thốt mà nói. Không sao, bắt đầu tình vực ta đến đây. Các cô bé thái cổ, các thần nữ vạn tộc ta đến đây. nhất định không phụ các nàng. Yến nhất tịch áo trắng tung bay, như mỹ nam tử bước ra từ trong tranh. Thần cốt ngọc tư, khí chất hoàn toàn trái ngược với sự đệ tả khí Sử đệ xem xử lý ngọc phù này thế nào đây Sau khi thu dọn xong cổ động Một chiếc ngọc phù khiến hắn chú ý Trịnh trọng nâng trong tay Thiền cơ phù lệnh Lệnh thiền bây giờ chấn động rồi nói Người tìm từ đâu ra thế Ở trong trò nhàng trước đài tổ sư Cái đám lão già trời đánh kia Có phù lệnh trọng yếu như vậy Mà ném lung tung như thế cỡ chứ Không phải là gái con cháu hay sao Lệ thiền mắng to mấy câu Các đời tổ sư của mình Cái phù lệnh này rất đặc biệt sao Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Đương nhiên, đây là thánh phù của thiên cơ môn, chỉ có thiếu ân tình rất lớn mới tặng ra. Cầm nó có thể tới cổ đạo lánh đời tính ra, hình xùi mày rồi, muốn gì có đấy. Lệ thiên vô cũng kích động lên tiếng bổ sung. Hơn nữa, tổng cộng có bốn cơ hội, thiên cơ môn có khả năng quỷ thần khó lương, suy diễn ra tạo hóa, có thể đưa ra các lời tiền đoán cực kỳ chính xác. Nhưng mà cũng vì nhìn thấu thiên cơ sẽ gặp trời ghen ghét, bởi vì dù có thần thuật kinh thế nhưng khó mà thịnh vượng được mỗi đời đều không có mấy môn nhân mà một trong các cổ đạo lánh đời đã sắp rời đi rồi nhất định phải sử dụng tốt bốn cơ hội này để ta nghĩ xem muốn thiền cờ lão nhân đoán cái gì lệ thiền lẩm bẩm nói tính xem y Kinh vũ có duyên với ta không con bà nó chứ nhất định không cần để cho heo ăn đi người nói lùng tùng cái gì thế diệp Phàm thật muốn đá chết hắn tên con này đáng cả đời làm thiếu nam ngây thơ nói chuyện quá khó nghe ta nói là đêm trăng tròn hẹn thiên hạ đầy nhất mỹ nhân dù sao cũng phải cùng chúng ta tấn công bát cảnh cung không cần tính nàng làm gì lệ thiền giải thích lập tức phải rời khỏi nơi này thiên cơ phủ lệnh nhất định phải dùng đúng chỗ yến nhất tịch cất tiếng nói đúng vậy đã phải rời đi tất cả mỹ nhân cũng không các dịch xương khô nhưng ta thật là không cam lòng mà lệ thiền thở dài nghĩ cho kỹ còn muốn tính cái gì chứ diệp phàm cất tiếng nói mấy người bọn họ cùng suy nghĩ cuối cùng nghĩ ra không ít như là thần tàng đại đế, bất tử thần dược, nhưng cảm thấy có chút khổng sự thật. Quên đi, hay là hỏi con đường tương lai sẽ như thế nào? Còn có một thứ, nửa trang cổ kinh của trường sinh đạo quan, mình lĩnh thượng cổ, cùng nửa trang cổ kinh của nhân vương điện, rốt cuộc có bí mật gì? Tương truyền rằng nếu như hai thứ hợp nhất, thì sẽ là một tờ thần linh cổ kinh nguyên vẹn, náo động mấy năm, nói là hai giáo muốn cùng nhau tham khảo, kết quả vẫn không xong được. Thái Uyên, ở phía tây thần châu lúc này thiên cơ môn cổ đạo lánh đời đóng cửa sơn môn không ra, rất ít người đời thấy được bóng dáng của bọn họ gần hai ngàn năm qua bọn họ ngày càng ít thấy chưa bao giờ dự đoán không suy diễn thiên cơ gần như khiến người ta nghĩ bọn họ đã mất đi truyền thừa trước tiên hỏi con đường phía trước như thế nào tiếp là hỏi thần linh cổ kinh ta tràn ngập tò mò với nó lệ thiên yến nhất tịch diệp phàm đi tới thái uyên đây là một thầm cốc sâu vào trong lòng đất khó thấy ánh mặt trời dù là bị trời đố kỵ cũng không tới mức trốn ở chỗ này vậy chứ đệ thiền líu lưỡi rồi nói bọn họ vừa tới gần thái uyên đã bị người ta cản trở một đạo đồng đi tới đưa trong một cái hộp gấm rồi nói thiền cờ lão nhân biết vì sao các vị tới đây tất cả đều ở trong hộp gấm hắn biết vì sao chúng ta tới đây sao ngay cả diệp phàm cũng kinh hãi vô cùng tiểu đạo đồng vẻ mặt bi thương nói ba ngày trước khi tổ sư tọa hóa mỗi một đời thiền cờ lão nhân trước khi chết đều sẽ thông linh, nhìn thấu tương lai xa xôi, tự nhiên đoán trước được. Thiên cờ lão nhân sắp tọa hóa ư. Mấy người chân động, hành lễ thật sâu với Thái Uyên. Trong hộp gấm, có hai tờ dây vàng, đều xếp lại. Trên tờ thứ nhất có viết hai chữ vực ngoại. Mở ra thì bên trong cũng chỉ có hai chữ khả thi. Chúng ta thật sự sẽ rời khỏi cổ tinh này ư. Bà người không thể không kinh hãi. Cổ đạo này quả nhiên có thần thuật khó lường. Trên tờ giấy vàng thứ hai, viết bốn chữ thần linh cổ kinh. Bọn họ có chút kích động mở ra tờ giấy này. Bản thân bọn họ kích động nhưng cũng không hiểu ra sao. Thần linh cổ kinh, bốn chữ này vô cùng bắt mắt, nhanh chóng hấp dẫn tâm thần của ba người. Bọn họ nhìn chăm chăm không chớp mắt. Lệ tiền còn có chút ngây ra. Trạng giấy ố vàng là thiên đạo chỉ độc hữu của đạo gia. Trải qua nhiều loại cổ pháp, liền phức, gồm có ngộ, tế, diễn, mà luyện mà thành. Khoảnh khắc trở ra, có gần sóng của đạo lộ ra trên hoàng chỉ này có viết mấy chữ mạnh mẽ hữu lực như rồng vượt biển trong lòng mọi người nghiêm nghị lộ ra dị sắc đêm trăng tròn vũ hóa tiên nhai tám chữ trong hoàng chỉ này đang thể hiện tiên cơ sao là nơi thần linh cổ xưa xuất hiện hay sao trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt khó có thể bình tĩnh lại được chúng ta có phải gặp thiên cơ lão nhân một lần cuối không thần sắc của lệ thiên trịnh trọng hiếm có tổ sư đã phải tọa hóa rồi nếu như mà không phải vậy, thì cần gì phải đưa giấy ra vậy cơ chứ? Trong ba ngày cuối cùng sẽ không gặp ngoại nhân, không tiền đoán, bằng không sẽ mang tới đại họa cho cổ đạo ta. Sắc mặt của tiểu đạo đồng rất buồn bã. Thiên cơ môn là một đạo môn cổ lánh đời, nhiều năm qua đều vô cùng ẩn nhẫn, chỉ vì đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ cho nên gặp phải rất nhiều đại nạn. Các đời thiên cơ đạo nhân đều ở thời khắc sinh mệnh đi tới cuối, đạt đến là thông linh một số thời tiên đoán như thần minh, bọn họ có thể nhìn thấy rất nhiều điều trong tương lai. Nhưng ở thời khắc bọn họ lại không thể nói ra, bằng không nhất định sẽ lưu lại đại họa cho hậu nhân. Nói ra thiên cơ thì nếu chỉ chết thảm đã đơn giản, còn có thể khiến đạo môn phải thất truyền, tất cả mọi người trong buôn phái đều bị chết. Còn có hai lời tiên đoán tặng cho bà vị, mời hai mươi năm sau lại tới đây. Tiểu đạo đồng miệng niệm thiên tôn, cuối người thì lễ rồi nói. Thiên cơ môn xảy ra biến cố như vậy, mấy người Diệp Phàm cũng không tiện quấy rầy. Ở ngoài Thái Uyên còn tê bái một phen rồi mới rời đi. Trước khi thiên cơ quốc sư tuyệt đại của tử vi thần triều tọa hóa đều dùng đạo lực suốt đời thôi diễn, cho biết thần triều sẽ đại hưng thịnh, có thần anh trời giáng, trở thành thần chủ. Nhưng sau khi những lời này vừa ra, Âu Tồn chết non, con cả trọng thương sắp chết. Từ đó cho thấy người tiết lộ thiên cơ sẽ gặp phải thảm thiết bực nào. Ở trên đường đi, Yến Nhất Tịch thở dài một hơi. Trong vô hình, thật sự có một loại lực lượng sao? Có thể đoán được tương đai ư? Thiền cơ, trời phạt rốt cuộc là gì? Diệp Phạm tự nhủ. Điều này rất kỳ diệu, tìm kiếm đủ loại thần dị của thiên cơ. Thời viên cổ từng có mấy vị thánh nhân truyền bồn nghiên cứu. Yến Nhất Tịch cũng nói. Ô, nói thêm một chút, rốt cuộc là điều gì? Diệp Phạm cảm thấy rất hứng thú. Theo lời mấy vị thánh nhân viện cổ thì không nhất định có thiên hết thảy đều là biến hóa. Mấy vị thanh nhân viễn cổ đều có đại trí tuệ, bọn họ dùng đạo lực để dễ hiểu nhất, diễn biến ra khiến những người thường nhân cũng dễ dàng lý giải. Dựa theo lời bọn họ thì mọi sự vật đều có quỹ tích riêng, trong di chuyển biến hóa ngẫu nhiên sinh ra linh quang, bắt giữ được loại quỹ tích này thì cũng chính là đoán được tương lai mà thôi. Ví dụ như khi chiếc lá cây hóa vàng, khoảnh khắc khi nó rơi khỏi cành cây, mọi người đều đoán được nó sẽ rơi xuống mặt đất ngay khi sông lớn vỡ đê, mọi người trong hoàng sợ cũng biết được dòng nước nhất định sẽ cuốn hủy thôn làng. Những điều này rất dễ hiểu, mọi người không cảm thấy được, không cho rằng đó là lời tiên đoán, nhưng kỳ thật nếu có thể miệt mài theo đuổi, làm phức tạp hóa những điều này thì sẽ đạt tới cái gọi là thôi diễn thiên cơ. Ở thế giới này, có một ít nhân mà ta có thể đoán ra được quả, có thể gọi là suy đoán tiên cơ. Bất kể là người hay là vật, là sự việc thì đều có quỹ tích di chuyển. Nếu chúng ta thấy được nửa trước thì có thể đoán ra quỹ tích tiếp theo. Đương nhiên, vạn vật đều luôn biến hóa, không ai có thể trần chính phán định tương lai. Như lá vàng không nhất định sẽ rời xuống đất mà nó có thể bị gió lớn thổi bay đi, mắc lại vào một thân cây khác. Ví dụ như sông lớn vỡ đê cũng có thể giữa đường đổi hướng, không nhất định quét hủy mất thôn trang. Diệp Phạm sau khi nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, mấy vị thanh nhân viễn cổ trình bày và phân tích đơn giản khiến mọi chuyện đều vô cùng dễ hiểu. Nói như vậy, trước khi thiên cơ lão nhân tọa hóa đã cho chúng ta hai lời tiền đoán, nhiều khả năng sẽ phát sinh nhưng không nhất định là đúng, phải không? Lệ Thiên lại nói, tuy nói mọi người, sự việc, sự vật đều có quỹ tích, nhưng đúng là không thể dự đoán được hết các biến cố. Tuy nhiên, bọn họ đối với điều này cũng không quá để ý, vì con đường phía trước vốn tràn ngập những điều không xác định được ngay cả thiên cơ lão nhân cũng chỉ nói bốn chữ là vực ngoại khả thi mà thôi trời phạt thì sao diệp phàm lại hỏi dựa theo lời của mấy vị thánh nhân viễn cổ thì đó chính là một loại đạo lực mà thôi yến nhất tịch lại nói khi một người ngẫu nhiên thần quang khẽ hiện hắn cảm giác siêu thoát lên bao trùm trên quỹ tích nhìn tới hiểu được con đường phía trước tương lai mà lúc này hắn cũng đã phát động lực lượng của nguyên quỹ tích loại lực lượng này vô cùng là đáng sợ khi người hiểu rõ nắm bắt được thì người cũng đã quấy nhiễu quỹ tích của nó dao động của nó tạo ra một loại ảnh hưởng đối với ngươi giật có đạo lý diệp phàm gật gật đầu mấy vị thanh nhân viễn cổ quả nhiên rất cao cường gần như là hiểu được sự huyền bí của đạo và loại này ta đứng trên ngọn núi này nhìn thấy con đường phía trước có phải cũng được coi là đột phá một loại quỹ tích có bị đạo được tác dụng không lệ thiền đại hỏi đúng như vậy tuy nhiên lại quá bé nhỏ vì đây là điều cơ bản mỗi khắc chúng ta đều luôn đối mặt với lực lượng quý tích mà. Cần gì phải phức tạp như vậy, ta làm việc của ta, đi con đường của ta, quý tích, đạo lực, đạp lên tất cả, kẻ nào, chắn đường của ta, chỉ chém đi đã xong thôi. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, dần rời xa khỏi Thái Uyên. Vũ hóa tiền nhai, nằm ở phía cực đông của Thần Châu, tiếp giam với biển xanh mờ mịt, là một nơi có rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Truyền thuyết về tiên là một đề tài nói mãi không hết. Bất kể là ở bắc đầu tinh vực hay là viên cổ tình này, Thủy Trung mãi là một đoạn thần thoại. Có người nói đại đế cổ từng rời khỏi thế giới này ở vũ hóa tiên ngay, vì thế nên mới không có đế bí, không có vũ khí cực đạo. Còn có người nói đây là một vách núi rời xuống từ tiên giới. Ở Thái Cổ từng có một đại thánh của nhân tộc, từng tận mắt trồng thấy. Càng có người nói rằng đây chính là nơi vũ hóa thành tiên. Nếu muốn thành tiên, nhất định phải rời đi khỏi nơi này. Mặc kệ nói như thế nào, trong sách cổ đích xác ghi lại rằng hai vị cổ hoàng thái âm và thái dương đều biến mất từ nơi này, tuy không nhiều chứng cứ nhưng cũng được rất nhiều người tán thành. thần linh cổ kinh đêm trăng tròn vũ hóa tiền nhai đoạn này nếu không đi quan sát một chuyến, mấy người diệp phàm thật sự không quên được. nhưng mà xung đột với một bát cảnh cung thì cũng đã là một lựa chọn rất bất đắc dĩ. mặc kệ nói như thế nào, hãy đi tới vũ hóa tiền nhai cái đã, sau đó mới chạy tới bát cảnh cung. nếu thực sự không kịp thì chờ trăng tròn tháng sau lại tới cũng được biển rộng mênh mông, hàng ngàn hàng vạn con sóng vỗ bờ, khôn cùng bà mờ bịt. Lực lượng một người dù cường đại thế nào đi chăng nữa, nhưng đối diện với cảnh tượng này cũng sẽ khiến tận sâu trong đáy lòng sinh ra cảm giác bé nhỏ. So sánh với một biển rộng bao la vô tận, con người đúng là quá bé nhỏ, không đáng kể. Mỗi kỳ thế này đều khiến cho ta nổi lên cảm giác vô lực. Có bao nhiêu mỹ nữ của ta không thể lấp đầy biển nước này chứ? Lệ Thiền cất tiếng nói. Thục thục, có phải hay không trong mắt dâm tặc luôn có mỹ nữ chứ ta thật sự nghĩ mãi không ra đồng đông lúc này nói xen vào một câu biến đi không nói chuyện với người vình nhục được mất hào ngôn tráng cử tính toán tới đau cả đầu nhưng khi đối mặt với đại dương mênh mông thì đều khiến ý chí người ta sừ sướng quên đi hết thảy mọi chuyện yến nhất tịch cất tiếng nói trên biển xanh một thân ảnh như mộng như ảo đang đạp sóng bay tới từ xa nhìn lại đó như một ánh mặt trời dâng lên lúc bình minh dáng người thon dài hoàn mỹ mái tóc tung bay làn ra sáng bóng như ngọc toàn thân lóe sáng trên khuôn mặt trái xoan sáng ngời hai mắt như hai viên bảo thạch ước hẹn với diệp phàm y khinh vụ đã tới ngày đêm nay hơn phân nửa sẽ diễn ra một hồi đại chiến cũng có thể sẽ sinh ra đại cơ duyên dù sao cũng liên lụy tới thần linh cổ kinh gió biển thổi tới sắc trời dần dần ảm đạm khi chút ánh sáng sót lại biến mất trời chiều hoàn toàn đã qua nhường chỗ cho bóng đêm đèn tối vũ hóa tiền nhai đứng sừng sững ở giữa bờ biển cũng không phải quá cao nhưng trong màn đêm lại hiện ra vẻ hùng hồn nguy nga như một tòa thần nhạc vững chãi trấn áp cả đông hải bình mông đám người bọn diệp phàm đều sớm biến mất lặng lặng chờ đợi muốn chờ xem rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì dần dần mặt trăng dâng lên tỏa ra ánh sáng dịu dàng mặt biển như khoác một tầng lụa mỏng mông lung mà trắng nõn vũ hóa tiền nhai hiện ra sự bất phạm của nó như là một khối tiên nhai trong suốt Dẫn động tình hòa thiền địa, đối ứng với tình thú đầy trời khi người ta nghĩ rằng nó thật sự có thể vũ hóa phi thăng mà đi. Trong đêm trăng tròn này, mọi thanh âm câu tích, ngay cả biển xanh cũng là như ngừng lại. Đến rồi, Lệ Thiền nhẹ giọng nói. Ở bầu trời xa xôi, 18 chiến thuyền như 18 đám mây bay tới, che phục bầu trời, hiện ra 18 bóng đen trên mặt đất, khiến lòng người vô cùng áp lực. Đây là chiến thuyền nhân vương điện, chỉ có thể là mấy nhân vật cao quý nhất mới phổ trường như vậy. Thanh âm của Y Khinh Vũ rất nhẹ nhàng, thu hút như thanh âm của tự nhiên. Phía bên kia, Yến Nhất Tịch cũng nhỏ giọng nói, lại có người tới nữa. Mặt biển vô tận như viên bảo thạch, không có tiêu gợn sóng nào, lẽ ra nguyệt huy sáng lạng, mà lúc này có một cổ đạo quan thật lớn đang bay qua, nó lặng lẽ mà tiến tới vị trí của bọn họ, không biết là người phường nào.